Tết của chùa Pháp Tạng. Thì quý vị thấy là chùa Pháp Tạng của chúng ta thì mình đã chuẩn bị là Tết rất là nhiều ngày, nào là trồng hoa nè, trồng bầu, trồng bí, trồng tất cả các cái cây trái, rồi trồng rau để cho bà con đến đây tham quan. Vì thấy không, bà con tham quan rất đông, nhất là mấy em nhỏ rồi xích đu ở đây là trước cái dây bình an, tức là mình có cọng dây đỏ đó đó, rồi mình ghi tên chồng rồi là mình cầu cho được bình an đầu năm tới cuối năm như vậy đó. Quý vị biết là năm nay là năm Nhâm Dần, thì có nhiều người người ta quan niệm là Nhâm Dần là năm con cọp thì là rất là dữ dằn. Con cọp là gần như là chúa tể sơn lâm, mà cọp thường là chúa tể sơn lâm, tuy là sư tử thì là nó là loài chúa tể, nhưng mà cọp thì cũng được gọi là chúa tể sơn lâm, cho nên nó có sức mạnh và săn mồi rất là hung mạnh, cho nên tất cả các loài, nghe đến các loài hổ thì người ta sợ. Ví dụ như mình có người nữ ở nông thôn quan niệm nếu mà cái tuổi Dần thì là người ta không có dám cưới, là tại vì người ta sợ cái tuổi Dần là cái tuổi mà sẽ dữ dằn ăn hiếp chồng vân vân. Nhưng mà đây là quan niệm của dân gian thôi, chứ tánh tình thì mỗi người đều khác nhau chứ không phải là giống nhau. Tuy nhiên các cái loài hổ thì nó có những cái loài rất là có tình có nghĩa. Ví dụ như ở chùa Phật Tổ Cà Mau, Quan Âm Tổ Tự đó, thì có một vị thầy là ông tổ khai sơn tạo tự của chùa Quan Âm, đó là chùa Sắc Tứ của vua đó, thì là ngài tổ là cứu được cái con hổ nó bị người ta gài bẫy, ông hổ bạch hổ bị người ta gài bẫy nha, thì bị sưng cái chân nha. Mà vị tổ này làm nghề thuốc nam để trị cho bà con nghèo, dân nghèo đó, thì ông hổ đến đó ông nằm hoài, thì tổ mới biết được cái ý của ông hổ là muốn nhờ tổ để trị bệnh cho ông hổ. Thì lúc đó tổ mới đi đến là xem cái vết thương và giặt cái vết thương, rồi xong thì ông hổ này cũng bình phục. Mà quý vị biết ông hổ bình phục rong ông đâu cũng bỏ đi, ông nằm xa xa vậy đó, ông tổ đi đâu thì ông nằm đó ngầm đi theo bảo vệ để trả ơn cho tổ khi mà tổ đã cứu sống mình. Như vậy loài hổ tuy là một loài, nếu xét theo Phật Pháp thì là loài súc sanh, nhưng mà loài súc sanh cũng rất là có tình, có nghĩa, chứ không phải là cái loài súc sanh bình thường, nên loài súc sanh có cái linh tánh đó. Cái gì? Cho nên là cái năm hổ là thể hiện sự hùng mạnh, nên có nhiều cái nơi đó người ta lấy biểu tượng là ủng hộ để là nói lên cái sự hùng mạnh, thét lên một cái tiếng gầm thì là như là sư tử vậy đó, thì các cái mãnh thú đều là sợ hãi hết, hoặc là các mãnh thú chỉ nhìn thấy là người ta làm vui đó, thấy cái hình cái ông hổ mà ông hổ da thôi thì đem lại nhúc nhích lên cái các loài chó, các con khác nay đủ hoảng sợ nó chạy hết, chỉ thấy hình bóng hổ thôi là đã chạy hết rồi. Nên năm nay là năm Nhâm Dần thì chùa của chúng ta đón xuân, đón Tết đầu năm, mà cũng trong cái những ngày mà dịch bệnh vừa qua đó thì là bà con chùa mình đóng cửa, bây giờ là Tết trong cái lúc bình thường mới thì chùa mình mở cửa để mà đón khách thập phương, nhất là các em nhỏ đến vui chơi trong 3 ngày Tết. Thì cái vườn chùa của mình đó là từ ngoài trước cổng đi ra tới ngoài sau luôn quý vị, thì mình chia làm nhiều cái tiểu cảnh khác nhau, mình trang trí là không có tốn tiền, nước năm nay mình mua ít lắm, rồi là mình chủ yếu là cây nhà lá vườn, thì trồng các cái loại cây như là bông vạn thọ nè, bông mười giờ nè, bông cúc nè, bắp nè, đậu bắp nè, dưa leo nè, rồi là trồng các cái cây để mà làm thuốc được nữa, ví dụ như là cây gất nè, rồi là trồng các cái vườn thuốc như chinh nữ hoàng cung, các cái loại thuốc mạch lạc vân vân, rồi đu đủ, cây vối, rồi trầu, rồi là bạc hà, ớt, rồi là trồng bông thì có nhiều loại bông khác nhau. Năm nay mình trồng bông phong phú lắm, mình trồng xen kẽ với nhau các loại bông như là bông nhái, bông xoài nhái đó,
rồi bông cúc dạng thọ nhỏ nè, rồi cúc lớn nè, và cúc dạng thọ nè, rồi mình trồng bưởi nè, rồi mình làm những cái cảnh á, là mình lấy các cái như là dừa nước ở dưới quê á, phòng thuốc ở dưới Bến Tre, mình lấy dừa nước ở dưới đó về, rồi đu đủ, rồi mình lấy dừa ở Bến Tre, lấy buồng dừa đó mình mới trang trí nha. Từ ở ngoài trước quý vị sẽ theo thầy đi xem từng nơi, từng nơi, từng nơi, từ ngoài trước đi vào nha, từng tiểu cảnh nhỏ ở phía bên trong để chúng ta hình dung được, nối lại thành một cái cảnh lớn chùa quê, tức là chùa theo miền quê ở thành phố mình á, thì phồn hoa đô thị. Tuy là ở Bình Chánh này á là thuộc về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chùa mình á thì giáp ranh với Đức Hòa ở Long An, cho nên á là cũng như là cái vùng quê, nên á là cái bà con ở trong thành phố á thì thích những cảnh như bơi xuồng. Chùa mình cũng có cái dòng sông bơi xuồng, những cây cầu khỉ, cây cầu bắc qua sông, hoặc là những cái dàn bầu, dàn mớp, những cái ngôi nhà mà thể hiện mô phỏng của nhà quê nông thôn. Đây là thầy thiết kế hết các cái nhà nơi nghỉ dừng chân cho bà con Phật tử, rồi các cái đường như là đường làng, rồi về khu dừng thiền, vân vân. Như vậy thì là thầy sẽ đi giới thiệu cho quý vị từng nơi, từng nơi, từng nơi. Quý vị sẽ thấy được cái vườn chùa của ta một cách tổng thể trong những ngày Tết mà thầy đã chuẩn bị trước mấy tháng trước, đã trồng rồi những cây mai đó canh trong ngày Tết nó sẽ trổ hoa. Như vậy là quý vị theo thầy để mà đi viếng một vòng vườn chùa và thấy cái cảnh bà con Phật tử đi viếng chùa. Tuy bữa nay viếng hơi ít nhưng mà cũng rất là đông, rất là vui. Xin quý vị theo thầy đi viếng vườn chùa nha. Quý vị thân mến, từ hừng sáng mùng 1 Tết thôi là bà con đi đến chùa rất là đông, và chùa của miền quê Việt Nam của chúng ta là nơi mà bà con hay đến hành hương, lễ bái, cầu nguyện đầu năm. Nên năm nay chùa Pháp Tạng lại trang trí những cái phía trước có những cái nhành đào, cây đào trở từ Hà Nội vào, và có những cái cây mai đặc thù của mùa Tết. Nên có câu là ở trong cái bài Xuân này con không về thăm mẹ đó, thì có câu là có cây mai với cây đào, và các cái bàn chưng trái cây á, ông bà mình thường hay là có những cái quan niệm, nhất là quan niệm dân gian đó, cầu dừa đủ xài, tức là ta trưng cái những cái trái cây có mang cái ý nghĩa để mà nói lên sự sung túc, nói lên cái sự làm ăn thịnh vượng ở trong một năm. Khi đến chùa mỗi người đều có cái lòng tin đối với Tam Bảo, và đây là bàn thỉnh lộc. Tất cả các cái chùa thì thầy chủ trì hoặc là các thầy đại diện sẽ phát lộc cho quý vị Phật tử đầu năm như là một niềm may mắn, đem lại sự an vui, sự phúc lạc ở trong một năm với cái lòng tin tha thiết. Đây là đàn dược sư Thất Châu. Quý vị biết là đầu năm thì các chùa của Việt Nam của mình thì lại có lập đàn dược sư để mà cầu nguyện cho bình an đầu năm tới cuối năm. Tại dược sư là như là một cái vị thầy thuốc Phật. Dược sư, dược là thuốc, sư là thầy, là vị thầy thuốc cứu bệnh khổ cho chúng sanh và kính cứu luôn cả bệnh thân cho chúng sanh. Cho nên là người ta đau khổ ở trong tâm, người ta đau khổ trong thân, khi đi đến chùa, các chùa lập đàn dược sư mang ý nghĩa rất là nhân văn, để mà bà con Phật tử gửi gắm cái tâm mình cầu nguyện cho một cái năm được đầy phúc lạc và an lạc. Và chùa cũng là nơi gặp gỡ, khi mà những người bạn lâu ngày không có gặp nhau thì đi hẹn để đi chính chùa để gặp nhau cùng lễ Phật, cùng hành hương, chiêm bái, vân vân. Và những cái ngày lễ chùa đầu năm nè thì bà con cũng đem theo, mang dắt theo các cái em nhỏ để vui chơi cảnh chùa của mình. Như vậy thì đầu năm cũng có nhiều mà vị là xin quy y
thì chùa Phương Tiện cũng quy y cho quý vị, tại vì hàng ngày thì không có rảnh đó. Đây là cái nơi mà viết thư pháp nè quý vị. Viết thư pháp này là quý vị, đây là cái đường dẫn ra vườn thiền. Thì hàng tháng là chùa Pháp Tạng có tổ chức khóa tu thiền tập Vipassana và thiền định. Ở phía sau vườn thiền chúng ta cũng có một cái khu mà thiết kế để cho các em nhỏ vui chơi những cái xích đu. Đây là nơi mà cột dây bình an, tức là quan niệm rằng là nếu mà anh ta cột giấy đỏ đầu năm có ghi tên là cầu nguyện bình an, nhất là ở nơi chùa thì là sẽ đem lại sự may mắn bình an cho mọi người, nên là mấy em nhỏ với thanh niên nam nữ rất là thích thú khi là cột cái dây bình an, vừa là đẹp vừa là gửi gắm cái tâm tình mình vào trong đó. Mỗi người đều có cầu nguyện, như là cầu nguyện cho cha mẹ được bình an, cầu nguyện cho người thân, bạn bè hay là bản thân của mình được bình an từ đầu năm cho đến cuối năm luôn. Và mình treo cái dây đó thấy rất là đẹp, nên là người ta viết chữ lên trên đó. Người ta viết chữ thì mỗi người đều có ai viết tên mình và là viết cầu nguyện những cái điều tốt lành, tốt đẹp ở trong năm mình muốn gửi gắm đó, rồi mình cột phải lên ở trên đó. Quý vị thấy là vừa vui mà vừa đẹp mắt, và gửi gắm cả cái tâm mình vào trong cái vườn chùa để cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho toàn thể quý vị ở trong một năm, trong gia đình được bình yên, an vui và phúc lạc. Cho nên là quý vị thấy là hưởng ứng rất là nhiều, và các em nhỏ nó vui chơi lại ở trong cái vườn chùa. Nên là chúng ta rồi chụp hình ở trong vườn chùa, có những cái nhà gỗ đơn giản, lợp lá lá trầm hoặc là lợp lá tàu, thì cả gia đình đi vào nơi đó ngồi nghỉ trưa và có thể chụp hình. Ở phía sau chùa có những con kênh, con mương, ở cái rừng thiền quý vị thì có những cái con cầu đi qua. Đáng lẽ là chỉ bắt cầu khỉ thôi, nhưng mà các em đi khó nên bắt cầu bình thường để cho các em nhỏ đi qua cho dễ, khỏi rớt xuống kênh. Cái kênh này cũng cạn lắm chứ không có sâu, cũng an toàn, tại vì kinh cạn đứng ngang bụng thôi nước chứ không có sâu. Phía ngoài sau là cái vườn thuốc nam, vườn thuốc nam trồng, bà con mới đi ra phía bên ngoài ở bên cái dòng kinh, để cho những con đường cặp bờ kinh đi ra ở phía sau. Từ ra càng về ra sau thì nguyên cả cái rừng phòng hộ á, nó cái gì là ở trong thành phố, nguyên cả 82 hecta rừng này thì lại mênh mang bát ngát, có những dòng kinh có nước đó để mà chữa cháy rồi đó. Thì những dòng kinh này thường là bà con Phật tử phóng sanh, thì cá nó sẽ đi theo các cái vòng có các cái đường con kinh này. Và đây là cái cây cầu mà gọi là cầu khỉ, cái gì cái cầu khỉ là cây cầu mà bắt qua những cái kênh mương, nhưng mà anh này lại cầu khỉ mà bắt đi đến cái khu giữa đây phải chụp ảnh thôi. Cầu đi ngang á, đi bằng cái mũi á, đúng rồi, đi ngang lại vậy.
đó đi ngang mà ngồi cái bụng. Đây mới là cây cầu thủy thật sự nè, bởi vì nè bà con rất vui khi đi cầu khỉ này. Đây là cả một thứ thách thức nha, ai mà không có gan là không có dám đi đâu. Cầu khỉ này là quý thầy làm rất là cao, ở phía lên trên á, ở dưới thì có cái vàng hoa sen, ở phía dưới quý vị nếu mà ai mà dám thách thức đi qua cầu khỉ này á, thì cả cái gọi là nỗ lực gan dạ mới dám qua, chứ không phải mấy em bé không dám qua đâu. Ở vườn chùa mình là có rất là nhiều chim bồ câu, nào có gì người ta phóng sanh đó, rồi nơi khác bay lại nữa, mình cho ăn riết là nó sẽ bay lại rất là nhiều, không phải là chỉ có những con chim đâu, ta phóng sanh rùa, rồi gà, rồi vịt này, các cái con đó đem lại chùa phóng sanh, mình không nhận thì người ta nói ta về ta ăn thịt, cho nên là mình phải nhận các cái con đó vào để mình nuôi, để hôm nào thầy mang các cái em đó ra để mà cho quý vị thấy là nhím nè, rồi thỏ nè, rồi là rùa nè, trăng thả ngoài vườn rồi, rồi là vịt nè, rồi các cái con nhỏ nhiều lắm ở trong cái khu chùa của mình. Và quý vị là biết là người ta phóng sanh, người ta không biết, mình phóng sanh chỉ phóng sanh những cái động vật hoang dã thôi, chứ chúng ta không có phóng sanh các cái động vật mà nuôi, ví dụ như gia cầm, gia súc rồi đó, thì là chúng ta không có phóng sanh. Vườn chùa đó quý vị, thì người ta trồng các cái loại hoa như là hoa xôi nhái hay là các cái loại hoa khác. Đây là cái cảnh từ trên mà người ta nhìn xuống cái vườn chùa, xa xa có những cái nhà mát để cho bà con nghỉ chân, thì nhà mát mình sẽ cất ở trên các cái dòng kinh đó, qua băng qua các cái khu mà mình trồng thuốc, rồi trồng rau, rồi những cái dàn bầu, dàn mướp, rồi là những cái tiểu cảnh, trồng hoa, vân vân. Thì đây là phía trên ta nhìn xuống, những cái lúa đó là mình trồng ở trên những cái chậu đó để cho bà con đi viếng chùa. Người ta rất là thích những cái vùng quê, mình trồng thiệt hết á. Đây là cây trái hoa là chúng ta sẽ trồng thiệt hết, chứ không có là giả, chỉ có một số cái là Phật tử đem đến mà cúng chùa thôi, thì đó là trồng ở trong chậu thôi, chứ còn nếu mà tất cả đều là chúng ta trồng thật hết. Nên đây là cái cầu nhỏ làm cái tiểu cảnh thôi, thì Phật tử là đến để chụp ảnh du xuân, thì người ta thích cái chùa của cái miền quê mình vậy đó. Đó là ở phía sau nè, quý vị thấy là nguyên một cái khu mà mình trồng được các cái bông này đó, là quý thầy đã chuẩn bị trước là mấy tháng là canh bông, tại vì bông nó có thời gian nó trổ, nếu mà chúng ta trồng sớm thì nó trổ hết nó tàn, còn nếu mà mình trồng trễ thì là nó chưa ra hoa, cho nên mình là canh từng cái loại hoa một là mình trồng thật cái dưới đất hết mà, cho nên là canh phải cho nó đúng lúc chỗ. Quý vị biết là chùa mình là đãi Phật tử ăn, đến thì dắt trưa thì bà con đi đường phải đói bụng mày, do đó là chùa đãi cơm chay, hủ tiếu chay, bún chay một ngày gì đó là chắc cũng phải hơn ngàn suất cả, nên là hành đường quý thầy quý công quả cũng rất là vất vả, nhưng mà không sao, vui là chính mà. Cho nên là quý vị thấy là bà con đi từ sáng sớm nha,
rồi lại ra là ra ta đi viếng rồi lại đi ra ngoài sau á, phía vườn thiền phía sau á, người ta nằm võng đu đưa, rồi mấy em nhỏ á, là chơi xích đu, rồi có những người á ngồi ở những cái gốc cây á, người ta trầm tư, rồi á, là nhìn những cái dòng nước dòng sông, nhìn các con cá bơi lội, vườn mình là cá nhiều lắm, người ta phóng sanh đó, rồi cá bơi lội, con chuồn chuồn, rồi là con bươm bướm, rồi các cái con nhiều lắm, xung quanh đây không ai bắt, mình không có bắt nên các con dạng lắm, nên là người ta ngồi người ta nhìn đó, hoặc là tìm cái góc nào mát ta ngồi nghỉ, như là thả lỏng cái tâm tư tâm hồn khi mà mình đi vào trong khu vườn thiền ở trong chùa đó, thì ta như là chút được cái gánh nặng, bao nhiêu cái loa toan, bao nhiêu cái phiền hà ở trong cuộc sống là ta cái gửi gắm hết dẫn con đi đó. Đây là như là cái quầy mà bán đồ ở dưới quê gì đó, mình là làm mô phỏng lại thôi. Ở đây là có tất cả các loại trái cây mà ở dưới quê á, trái cây rồi là những cái hoa trái thuộc đặc trưng của vùng quê, đây cái lu rồi để bèo vân vân, nói chung là tất cả những cái này á, là mình làm không có tốn tiền, là toàn là vườn chuối của chùa, vườn dừa nè, rồi dừa nước nè, tất cả các cái này là không tốn tiền, rồi thậm chí đu đủ mình cũng trồng nè, rồi cái trái dưa đó là mình trồng luôn đó, tất cả là dù mình trồng hết, dừa nước cũng trồng luôn, nên hoa là hầu như là hết 98% là mình trồng ở tại chùa trước đó rồi. Ở đây là mình mua phỏng về lúa đó, để trong từng chậu mình rải lên, giống như mã non đó, rải lên từng chậu, từng chậu, 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 chậu vậy đó. Mình trang trí, nó không có tốn kém nhiều, và nó rất là đơn giản, chứ mình rải trong một tuần ha, là lên, nên là bà con đi lễ chùa đầu năm, ta đi nhiều chùa lắm, chứ không phải là đi một chùa. Ghé chùa này, ghé chùa khác, ghé chùa kia, cũng đây là một cái nét văn hóa lễ chùa đầu năm của bà con. Đây là một nét văn hóa cần phải được giữ gìn và phát huy. Vì thấy ông thư pháp là đến chùa thì người ta cầu ta viết thư pháp, những câu về mẹ, về cha, về tình nghĩa, về tu tập, về chữ nhẫn ở trong năm. Nên có những người á, người ta đợi vắng cái đoạn tâm lợi gốc, ta cầu nguyện, ta nhìn về bàn dược sư. Hôm nay là ngày mùng 2 năm Nhâm Dần, là ngày Tết, thì thường hàng năm tại gia đình Phật tử quận 9 thường về đây để mà đảnh lễ Phật, rồi thắp nhang cho Phật, rồi đảnh lễ sư phụ, bấm an sư phụ, rồi du xuân tại vườn thiền của chùa Pháp Tạng. Thì ở đây thật là không khí rất là vui tươi, nhộn nhịp. Và năm nào sư phụ cũng trang trí rất là đẹp, và nó tạo được cái cảnh cho Phật tử về đủ để chụp hình, cũng đại diện cho toàn thể gia đình Phật tử, cũng chúc cho các thầy, cho sư phụ một năm mới là an khang, rồi sức khỏe dồi dào, vạn sự được hanh thông như ý. Chúc mọi Phật tử trên mọi miền đất nước tụ tập về đây luôn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, và ngài còn tu hành tinh tấn và đạt được kết quả mà miễn mãn như ý. Xin cảm ơn chùa Pháp Tạng, rồi tri ân quý thầy quý cô và quý Phật tử nguồn công đức để về đây mà cho cái chùa mỗi ngày một phát triển. Xin hết ạ. Quý vị thấy đây là những cái tô bún, tô hủ tiếu mà mấy chú trong chùa luôn luôn lúc nào cũng phục vụ tận tình cho bà con. Nhưng là nhất là cái khâu hành đường phía sau cực lắm, quý vị biết là rửa chén là không có đủ người rửa người là cả 50 người, 50 người rửa, nhưng mà cũng không có rửa chén, rửa đũa kịp nữa quý vị. Nên là rồi làm đồ ăn,
liên tục bếp là đỏ lửa từ sáng tới chiều tối, 7-8 giờ cũng còn khách, nhưng mà thôi mình không có đóng cửa sớm làm chi, Tết á, để cho bà con ta đi nhầm khi ban ngày đây cũng còn bận việc. Có những người làm Tết á, có người làm đi Tết làm cả những ngày Tết, nên đó là dắt tối tới ra ca ta mới về đi chùa được, cho nên đó là chùa mình cũng phục vụ luôn. Kệ đi, những ngày Tết thì mình chịu khó chút xíu, bà con có rảnh rỗi thì ta mới đi đến chùa và giếng chùa, thì mình cũng tạo điều kiện hết sức cho bà con đi đến giếng. Có những cái món ăn, những cái khu vui chơi, những cái nơi để viếng tâm linh được thánh lọc, đó là cả cái niềm vui cho bà con. Đây là cái nơi mà quá đường làm sao đó, tức là nhà trụ á, để mà có những cái tô bún hủ tiếu để phục vụ cho bà con. Xin chúc cho toàn thể quý vị có một năm mới đầy an khang thịnh vượng, sức khỏe đủ đầy, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Happy New Year, chúc một năm mới vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.